Ủy ban chứng khoán nhà nước vừa có văn bản chấp thuận tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của tập đoàn Petrolimex là 20%. Theo đúng phê duyệt của Thủ tướng ngày 10 tháng 3 năm 2016 về việc phát hành tăng vốn cho cổ đông chiến lược theo văn bản của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Petrolimex không vượt quá 20%. Hiện cổ đông nước ngoài lớn nhất của Petrolimex là JX Nippon Oil Energy Việt Nam thuộc tập đoàn JX Nippon Oil Energy, sở hữu hơn 8% vốn. Ngoài JX thì Petulimex còn một vài cổ đông nước ngoài nhỏ khác nắm giữ khoảng 0,18% vốn điều lệ, tương đương 2,3 triệu cổ phiếu. Tổng tỷ lệ nắm giữ của nhà đầu tư ngoại tại tập đoàn này hiện là 8,2%. Như vậy tổng tỷ lệ cổ phần mà các nhà đầu tư đầu tư ngoại có thể mua khi lên sàn là trên 11,8%. Ngày 21 tháng 4 tới, 1,3 tỷ cổ phiếu BLX của Petrolimax sẽ chính thức lên sàn giao dịch thành phố Hồ Chí Minh với giá chào sàn là 43.200 đồng một cổ phiếu. Năm 2016 là năm kinh doanh thành công của Petrolimax khi đạt doanh thu hơn 123.000 tỷ đồng, lãi 6.300 tỷ trước thuế. Nếu được thông qua phương án trả cổ tức 32,24%, ước tính nhà nước có thể thu về trên 3.100 tỷ đồng từ 75,87% cổ phần đang do Bộ Công Thương đại diện quản lý. Tại cuộc họp đại hội cổ đông tổ chức ngày 25 tháng 4 tới, Petrolimex dự kiến trình kế hoạch kinh doanh với doanh thu tăng 16,3% tương đương trên 143.200 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế là 4.680 tỷ đồng tăng 17%.